gì hết hồn quá, đứng tim luôn kìa. Trời ơi, dì coi lại đi, dì mới làm con hết hồn quá, làm gì đầu tóc phi ghê vậy? Đang có chuyện mà con qua đây có chuyện gì không vậy? Con đứng qua đây xin hai trái ớt. Ôi trời ơi, xin ớt đã là người nhà với nhau mà. Con từ ngoài con có thẳng đi vô trong tủ lạnh, con mở ra, con lấy hết đồ trong tủ lạnh cũng được mà. Làm gì hết hồn mà. Trời ơi, ủa mà dì Hạnh, dì làm gì dì chui giúp mà lên đầu cổ tóc tay ghê vậy? Dì đang tìm. Tìm gì vậy? Giờ dì tìm một vật. Vật gì? Một vật rất là quý. Là bị mất cái gì hả? Cái đó là cái gì vậy? Cái đó nó dễ bể hay là khó bể? Nó bự hay là nó nhỏ? Mua lâu chưa hay là mới mua? Rồi mất lâu chưa hay là mới mất? Có gì con tìm cho. Nhưng mà con hỏi nhiều quá làm sao mà dì biết được trả lời. Bây giờ mình hỏi một câu thôi nha. Dạ, xin lỗi dì. Ông, dì mất cái gì vậy dì? Dì mất chiếc vòng. Chiếc vòng đó là chiếc vòng gì dì? Đó là chiếc vòng kỳ lạ lắm. Nó là một vật quý của dì. Nhưng mà dì thắc mắc ghê lắm. Nếu mà là chiếc vòng mà rớt xuống bàn thì nó sẽ nghe một cái xẻng. Sau đó nó sẽ để lại những mảnh vụn trong chiếc vòng. Đằng này không nghe một tiếng động nào hết. Đã vậy không có một mảnh vụn nào hết. Dì thắc mắc quá, chiếc vòng đi đâu rồi, biến mất tiêu rồi. Là cái vòng cẩm thạch đó hả? Trời ơi, có sao đâu. Hay là vậy đi, ngày mai con sẽ chạy ra ngoài cái tiệm bán mấy đồ cẩm thạch đó, con mua cho dì chiếc vòng khác nha. Không được, đó là kỷ niệm của dì. Kỷ niệm đó dì không bao giờ quên được. Kỷ niệm gì vậy dì? Con có muốn nghe không? Dạ muốn. Nhưng mà chuyện này dài dòng lắm. Nếu chúng ta đứng như vậy hoài, chúng ta sẽ rất là mỏi chân. Bây giờ mình ngồi xuống ghế đi, rồi dì kể cho con nghe. Dạ, không sao đâu dì, con rảnh lắm. Từ đây tới sáng con ngồi không rảnh nữa. Dì kể đi. Chuyện là như vậy. Xưa thiệt là xưa, dì và người yêu cũ thất lạc. Kỷ vật còn lại là chiếc vòng trước lúc chia tay. Hả? Là nữa, kể nữa hả? Hết rồi. Ủa, dì Hạnh, sao dì nói với con là chuyện dài lắm mà? Thì dài lắm, cái chuyện tình thì dài lắm. Nhưng mà kể cho con nghe như đây là hiểu rồi. Nếu mà mình nói dài quá rủi bắt trai nghe được, bắt trai buồn lắm đó. Vậy thì còn cũng quý quá ha. Vậy thôi bây giờ dì để con phụ kiếm giùm dì nha. Hai dì cháu mình kiếm nha. Mà kiếm đâu vậy dì? Thì mình cứ kiếm lòng vòng chứ biết đâu bây giờ. Bây giờ. Hai dì cháu mình cùng nhau hợp xuống kiếm nè. Dạ. 1, 2, 3. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Làm gì vậy? Làm gì sáng giờ? Bà kiếm từ trong bếp ra ngoài đây. Từ ngoài đây bà vô trong bếp. Kiếm gì vậy? Tôi kiếm đồ mình mà món đồ này không thể mất được. Bà ngồi xuống đi. Mình đừng có làm cho em hết hồn. Làm gì phải sợ, ngồi xuống tôi dạy gì. Lúc hồi xưa tôi với bà cưới nhau, hai đứa mình có giao ước. Dạ. Tôi nói một, bà không được nói hai. Xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử, mà tử tử thì tòng tôn. Dạ. Bây giờ bà có còn sợ tôi hay không? Tôi sợ chứ mình. Nhưng mà ai cho bà nói? Thì mình hỏi, tôi phải trả lời. Tôi chưa cho phép mà bà nói làm sao? Bác Lý, bác làm như thế là không được. Cháu không đồng tình. Bác làm như thế với bác gái cháu không đồng tình. Cháu không đồng tình. Cậu vô đây có chuyện gì? Dạ, cháu sang đây đóng tiền nhà. Sốt sắng thế. Dạ. Đóng tiền nhà. Vâng. Tiền nhà cháu bao nhiêu hả bác? Bù dân lưu. Vâng. Phòng 204. Hộ khẩu cháu. Tiền nhà 1.4 triệu. 1.4 triệu ạ? Ôi giời ơi, chuyện nhỏ. Bác ghi vào, tuần sau cháu đưa. Dạ thưa bác, là nãy cháu tính vào đây để xin bác cấp tiền nhà. Nhưng cháu nói thật, cháu không đồng tình. Cháu không đồng tình cái việc bác gái chân yếu tay mềm, một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, nết na thủy mị thế này, nhẽ ra bác phải nâng niu yêu thương chăm sóc. Đằng này bác lại quát nạt. Bác lấy cái phái mạnh của bác hành bác gái như thế là cháu không đồng tình. Nhìn cái hoàn cảnh của bác ạ,
con lại thương cái thân phận của con. Cái hoàn cảnh của con nó giống hệt bác luôn. Cậu cũng có chồng mà. Cái hoàn cảnh của cháu nó như thế này. Đứng lại! Cô đứng lại! Ôi giời ơi, trưa nay cô cho tôi ăn một bữa ngon ngon. Cô lừa tôi ngủ trưa, xong cuối cùng là cô bỏ tôi cô ra đi đúng không? Tôi nói cô biết nha. Tôi đã cho cô đi trưa mà cô đi, hả? Hả? Chưa, chưa đi. Gia đình này ấy, dạ. thì vợ phải làm sao, phải làm sao? Vợ phải làm sao? Vợ phải sợ chồng. Đấy, vợ là phải sợ chồng nhá. Không thể là coi thúng bằng nia mà coi thìa bằng môi, coi dùi cui bằng dùi đục đâu nhá. Vớ va, vớ vẩn. Suốt ngày anh mắng em, anh chả coi em ra gì cả. Người ta nói rồi nhá, thương là cho roi cho vọt và ghét thì cho ngọt cho bùi. Tôi quát mắng cô là vì tôi yêu thương cô, hiểu chưa? Nhưng mà đến ngày hôm nay em chịu hết nổi rồi. Cô chịu hết nổi rồi thì cô định nào? Cô định nào? Em định... Định làm sao? Em định... Định làm sao? Đi bụi. Bỏ nhà đi bụi. Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Hả? Hả? Cô nói cái gì? Bỏ nhà đi bụi. Cô bỏ nhà đi bụi á? Hả? Ở cái gia đình này không được như thế. Về phòng trọ khẩn trương. Ở cái gia đình này vợ thì phải làm sao? Vợ thì phải làm sao? Không sợ chồng. Vợ nó đi rồi. Con về làm thế nào? Thôi đừng cậu nín đi. Cậu khóc tôi muốn khóc theo. Cậu Lưu à, cậu uống miếng trà cho thấm giọng. Dạ thôi bác ạ. Uống trà đi cho hạ cảm xúc. Cái giờ phút này cháu không uống được cái gì, đắng lắm bác ạ. Cứ uống đi, cháu uống để giảm cảm xúc lại. Dạ. Uống đi, tôi nhớ trả tiền nhà cho bác. Bác ạ, từ cái lúc mà cháu tan nát cõi lòng rồi bác vẫn nhớ tiền nhà bác. Bác không có tiền nhà bác cũng khổ gì cháu. Cháu sẽ gửi cho bác sớm bác ạ. Từ lúc mà vợ cháu bỏ đi, cháu mới nghiệm ra một điều rằng đúng hay sai cũng là vợ mình. Sai thì mình từ từ sửa, mà vợ mình đúng ấy, thì mình càng phải ủng hộ vợ mình. Lời cậu nói chân thành quá. Cậu góp ý tôi nghe. Nhưng cậu thấy vợ chồng tôi như vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ. Tôi thương bà lắm, phải không mình? Dạ. Cậu à. Dạ. Về nhà, về phòng mình, dằn cảm xúc. Nhớ là còn thiếu tiền nhà đó nhé. Cháu đang khổ mà bác. Con. Dạ. Đây là bỏ thùng rác nha. Từ con gây ra đó, ở nhà bác giữ gìn vệ sinh lắm. Vâng ạ. Cháu xin phép bác cháu về. Bây giờ vợ đi đâu? Ý chết. Đâu rồi ta? Bà kiếm đồ nữa hả? Cháu không đồng tình. Thực sự là cháu không đồng tình. Cháu không đồng tình về cái việc mà bác quát nạt bác gái như thế là không được. Cháu không đồng tình. Vào đây trả tiền nhà. Dạ thôi cháu xin phép cháu về. Cái chuyện của thằng Lưu nó nói hồi sáng đó, bà cứ xem như là nó bị bệnh đi. Nó muốn nói gì nó nói. Bà mà bắt trước nó là không yên được với tôi đâu đó. Trời ơi mình ơi, tôi đâu có để tâm đâu. Thì cũng tại tụi nó đó, yêu gấp quá rồi vội vàng cưới, chưa kịp tìm hiểu nhau cho nên mới xảy ra chuyện xung đột vậy. Chứ còn em với mình thì lại là khác. Tôi với bà cũng vội vàng vậy. Ba má tôi chỉ qua hỏi cưới bà có một tuần là cưới rồi. Nhưng mà quan trọng là không có loạn như tụi nhỏ bây giờ. Đó là tại sao gia đình phải có người đàn ông trụ cột, phải nắm được cái tôn ti trật tự. Đó là cái mấu chốt. Dạ con chào bác. Chào dì Hạnh. Con. Ủa dì Hạnh, dì Hạnh tìm được chiếc vòng chưa? Thôi bỏ đi, không cần thiết lắm đâu. Ông ấy mai bài với con Trâm á, nếu mà cảm thấy không đủ á, kêu ông Hải Anh luôn. Kêu ông Hải Anh á, lục tung căn nhà này lên. Lục tung căn nhà lên để kiếm được chiếc vòng. Còn nếu mà kiếm không được á, nhờ mấy đứa nằm trong giải phòng trọ lục lên hết đi, kiếm hết đi. Bác mà nhà bác có xà len cuốc ben gì không? Không có không đi mượn hàng xóm cho. Trời ơi tôi định nói bỏ đi mà không quan trọng nữa. Sao mà không quan trọng? Chị Hạnh, con vô nhà bác chị Hạnh. Ơn trên phù hộ tôi mà, đâu có dễ gì cho cái tôn ti trật tự gia đình này nó bị xáo trộn đâu.
kỹ lắm, giấu kỹ lắm. Uống nước đi. Đi đâu căng thẳng, căng thẳng mặt nổi bụng á. Sao vậy? Hai người qua nhà tôi có việc gì hả? Rõ ràng là phải có chuyện chúng tôi mới tràn qua đây. Chuyện bốn người. Bốn người? Là ai? Đó là Lệ, Trâm, Hải Anh và Vũ. Ủa, còn bà? Tôi hả? Tôi là nhân chứng, tôi trung thực. Nên tôi qua đây là tôi thấy ai mà nó đúng thì tôi sẽ động viên. Ai nó đúng là tôi sẽ quơ bông cho người đó. Mời người trung thực ngồi. Ủa mà chuyện gì tôi không có hiểu gì hết trơn vậy? Hả? Chị Lệ. Có Lệ. Tại sao? Tại sao chị đi nói với Hải Anh là em thích anh Vũ? Để bây giờ anh giận em luôn rồi. Mà em có thích mà. Nhưng em thích không bằng chị thích. Chị là người thích nhiều hơn em. Đúng. Cái chuyện chị nói anh Vũ là sói ca, là chuẩn men gì đó là chị. Đúng. Chị thích anh Vũ ra mặt. Đúng. Chị quơ bông cho em. Cảm ơn chị. Tại vì Hải Anh đến nhà tôi mắng nhiếc tôi, cho nên là cái lúc mà tôi nóng giận tôi không kềm chế thì tôi mới nói ra chứ bộ. Mà tôi nói ra vậy là chẳng qua là tôi thương em. Trời ơi, tôi thấy em á hả quá thương Hải Anh cho nên á lụy như vậy là không có tốt tội nghiệp em. Bởi vậy á bây giờ hả tôi gặp Hải Anh tôi phải chặt đẹp Hải Anh á hả, là gì là Trâm. Mà Trâm nói với tôi vậy á tôi thờ chồng cô, coi như là tôi sai rồi vậy đi. Rồi tôi qua bông cho bà. Tức là sao, ý của bà Lệ nó nói sao là em chỉ mới yêu thôi, em không cần phải quỵ lụy Hải Anh như vậy. Mai mốt cưới về trời khá về khổ cả đời nè. Giống như trường hợp của nhà chị nè, chồng sợ vợ mà còn phải đợi xin giấy phép của mẹ chồng nữa là sao. Chị qua bông cho chị luôn. Hôm nay em qua đây là có chuyện muốn nhờ hai chị nè, mà hai chị cứ ngồi qua bông qua lại hoài. Chị nhờ thì nói đi, tự nhiên mặt căng thẳng là mày ai nhờ, dám nói. Mày nhờ mà mày như má chồng tao vậy. Đây. Súng vô đây rồi nói cho nghe nè. Súng vô. Súng vô tụi qua đây đi. Rồi nè. Để nó hay qua bông nè. Mệt tim quá chị. Bình tĩnh. Bây giờ sao? Bây giờ vậy, bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Hai người đi vô trong đó. Tôi đứng đây canh chừng. Được không? Được. Nhớ nha, có cái gì một cái là hú liền để tụi em chạy nha. Chậm lại. Rồi. Phương tôi nè. Vô. Mấy người làm cái gì vậy? Vô. Đẩy vô đi. Vô. Mấy người là ai vô. Vậy? Vô. Mấy người là ai vậy? Vô. Vô. Chị đâu rồi chị ơi? Ơi. Trời ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị vậy? Đi. Chị ơi. Đây. Trời ơi. Xuống. Đừng có đụng vô tôi. Rồi. Tự xử đi. Ai? Mấy người là ăn cướp hả? Tôi la lên đó. Nên. Không có được la. Chị nhỏ tiếng thôi chị, không được la. Không được la. Không được la. Hãy bình thản. Tôi la lên đó. Mấy người là ai vậy? Ở nhà một mình thì tụi tôi sẽ không cướp đâu. Không cướp. Ngồi yên một chỗ đi. Chúng tôi chỉ đi ngắm nghía một số thứ cần ngắm nghía thôi. Đâu. Đây. Trời ơi. Thấy mà ghê. Trời ơi, làm cái đẹp lắm á. Đừng chứ người bắt công phải làm nó mệt ghê vậy đó. Sao? Đẹp chứ ghê không? Ghê gì mà ghê. Đó là cái đồ bí mật quý của người ta chổng. Thì ra mấy người vô đây để cướp cái vòng nhà tôi. Nè, bây giờ tâm sự. Chị em tâm sự với nhau. Có cái chìa khóa không? Mở tủ cho mượn coi, mở cái tủ lấy chiếc vòng ra coi một chút xíu. Thôi, trả lại phải không? Tại vì thích cái kiểu đi làm chiếc đeo chơi đó. Thôi, sức khỏe gì đâu, yên tâm. Cướp cái vòng của tôi hả? Nó là coi chút xíu à. Cướp của mày. Người ta chỉ vừa đeo chơi. Thôi. Thương. Cho mình cái chìa khóa mở cái tủ coi rồi xả lại. Bây giờ mấy người hứa với tôi
là không cướp. Đúng thề rồi. Chứ không hứa nữa, thề. Ừ, chỉ mượn coi thôi đúng xin không? Xin thề, đúng. Xin thề. Trời ơi, bây giờ mượn coi thì nói là mượn coi đi. Tôi cho mượn tôi dễ dãi lắm, tôi đâu có khó khăn gì đâu mà làm thế ghê quá nè. Trời ơi, rộng rãi gì kìa. Mở mở tủ ra rồi lấy coi đi. Rộng rãi quá ha. Ừ, rộng rãi lắm. Tính vậy dễ thương đó. Ờ dạ. Rộng rãi. Dạ rộng rãi lắm. Bữa nào cho mượn sới ca đi chơi mượn. Vậy? Chị nghĩ sao tôi cho chị mượn chồng tôi vậy hả? Ích kỷ, ích kỷ. Phải ích kỷ đúng chỗ luôn chứ chị. Thôi thôi thôi. Tụi tôi lấy tụi coi cái đi. Sao vậy? Sao? Có cái gì đâu, bình thường. Chụp hình lại đúng rồi. Chụp hình đó. Phải chụp hình. Đây, điện thoại bà trong túi tôi nè. Đây, chụp hình lại. Rồi ra nè. Tôi chụp chiếc vòng, tôi chụp bà đó mà làm ửng ửng ẻo ra bà Lệ. Cái gì chứ chứ? Ảo giác cho tôi. Lệ, bình tĩnh lại Lệ, bình tĩnh lại. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi ăn cướp mày kêu Lệ. Tao biết tao rồi chắc thôi. Biết tao rồi chán. Cái gì vậy? Hả? Cái mày kêu tên tôi nữa, tao biết tên tôi luôn rồi. Đó. Ý tao muốn là bắt hai đứa cho vui. Bắt đứa tao buồn. Tao thùng quá mà. Hai chị Lệ Trâm vô nhà Lệ Quyên nhà hả? À, đứa tên Lệ Quyên. Ờ đúng rồi, bạn có giới thiệu tôi rồi, bạn Lệ Quyên. Vậy hả? Lệ Quyên, chị Lệ Quyên. Chị Lệ Quyên cho em hỏi cái này cái. Là cái dòng này nè, là của ai vậy chị? Mà sao nó nằm trong nhà chị vậy? Cái dòng này là của má tôi. Má tôi để lại cho tôi. Ủa không, nếu mà bây giờ em nói á, là có một người nào đó có một chiếc vòng y như vậy luôn, mà ở trên chiếc vòng có chữ TH giống như vậy luôn, thì chị nghĩ sao? Nghĩ sao? Không bao giờ có chuyện đó, bởi vì đây là một chiếc vòng của má tôi, chiếc vòng cầu hôn đó. Mà cái này độc quyền lắm, không bao giờ có chuyện quyền. Mà không tin. Không tin được. Không tin được. Đây, tôi lấy bằng chứng. Đây, nè. Có hình. Nè. Má tôi nè. Nhìn đâu có thấy có chữ TH chỗ đâu, làm sao biết chắc chắn là chiếc vòng này? Có mà. Có chữ TH, bởi vì đó là tên của ba với má tôi. Ê, có điện thoại. Bà Lam gọi nè, Alo. Đúng chưa cổng ơi. Chặn qua lại đi, chặn lại. Ủa lộn, chặn ổng lại đi, chặn ổng lại ngoài cửa đi. Chặn phải. Trời ơi, bây giờ cản sao, ổng lấy giờ ra cản cách nào? Ông lấy giờ ra đi uống cà phê hả? Nhận nhiệm vụ lấy cổng thì phải chặn lại đi, trong đây ta tẩu thoát chứ. Ừ. Được rồi. Thôi bây giờ vậy nè, chúng ta phải tự thoát không? Đi, tạm biệt chị Mang. Ê ơi, chạy chiếc vòng nè. Hai cô ghen quá ha. Giữa ban ngày ban mặt mà nhắm vào nhà tôi cướp ha, rồi thành hôn vợ tôi, còn đem hung khí vào nhà nữa. Kìa, đem hung khí vào nhà người ta chi vậy? Có đâu, đây đồ giả, đồ chơi giỡn mà. Có. Em à, em có sao không vậy? Có sao không? Em không sao. Thiệt này không sao không? Thiệt mà, anh đừng có lo. Thôi chứ em có sao không? Em đã nói là không sao mà. Cơ thể em có sao không? Chắc chắn là không sao. Mặt mũi có sao không? Nội tạng em còn nguyên không? Chắc chắn là nguyên vẹn. Em có bị khùng không? Hả? Cái gì vậy? Chúng ta cứ hỏi câu này thôi. Trời đất ơi, tao hỏi vợ tao mất mớ bà trả lời vậy? Phải, tại vì tự nhiên mình thấy cái hình ảnh nó dễ thương quá, nó giống như trên phim. Nó ngoài đời mình kiếm một cái sói ca như vậy không phải là dễ. Lệ, mình đã bị bắt đó Lệ. Bớt nói Lệ. Lệ yêu ơi, lỡ giờ yêu có chuyện gì là anh ân hận lắm, anh sống không có nổi đâu. Lệ nói rồi, em không sao đâu. Cái này tôi nói rồi, đố con mới đi. Trời ơi, nói thiệt nha, những cái câu này á, mà giá như mà ai mà nói với chị, chị chơi với luôn. Yeah. Mày bắt đó, mình đừng tỉnh một chút xíu coi. Thôi tiếp tục. Có một người chồng yêu thương vợ vậy, kiếm không ra đâu á. Đúng rồi, nói thiệt nha, ở cái xóm mình á, mà bây giờ mà lập ra một cái hội là gọi là cưng chiều vợ, chị hả, xung phong là bầu cho ảnh làm đội trưởng của hội đó, đúng không? Đó, đúng. Nắm tay nữa kìa. Anh có fan hâm mộ rồi đó. Kìa, cậu hâm mộ anh quá trời luôn kìa. Bây giờ vợ muốn chồng xử như thế nào? Đây giờ không làm gì. Có gì đâu. Vậy chồng muốn xử hai người này sao? Thôi, em giỡn thôi. Giao giả bà làm bà sợ vậy, làm tôi sợ theo à. Ôi, sao số ca tăng quá, trời ơi, có làm gì đâu, mình có làm gì không? Mình
vô mình coi với vòng thôi thì thôi, coi sao mà về trời ơi. Thả gì luôn hả? Thì thả chứ họ có làm gì em đâu. Mục đích của họ vô á là tìm hiểu chiếc vòng này mà.